Làm thế nào để kiếm được thu nhập từ 1.000 đô đến 10.000 đô mỗi tháng chỉ từ việc online tại nhà? Chào bạn, tôi là Huy Trọng và cách đây nhiều năm thì tôi cũng giống như các bạn. Tôi cũng loay hoay tìm kiếm một công việc mà giúp cho mình kiếm được nhiều tiền hơn và tự do hơn. Tôi trải qua rất nhiều các ngành nghề trong khi tìm được cái lĩnh vực về kiếm tiền online, affiliate marketing. Và tôi thấy rằng đây là một lĩnh vực mà nó rất là tuyệt vời đi. Nó giúp cho tôi có được cái cuộc sống tự do, thoải mái và không cần phải lo nghĩ về tiền bạc. Công việc của tôi đơn giản là hàng ngày ngồi trước một cái bàn dàn máy tính như này đây. Đó, và xây dựng cho mình cái cỗ máy in tiền trên internet. Và tôi hay nói vui rằng là một cái công việc mà chúng ta có thể ngồi nhà gõ phím cũng ra tiền. Và để tôi show cho bạn xem một số cái kênh thu nhập của tôi để bạn hình dung rõ hơn về công việc này. Tôi kiếm được tiền thông qua việc làm affiliate cho các sàn, tạo doanh số và có được cái hoa hồng. Và hầu hết những sản phẩm mà tôi bán được là những sản phẩm về thông tin, cho nên nó đem lại mức lợi nhuận rất là cao. Ví dụ như đây là tài khoản PayPal của tôi này. Đó, và ở đây thì tôi có làm một số các cái dự án về VPN hay hosting. Đó, và trong lấy cái lĩnh vực này thì nó có thể đạt được cái hoa hồng rất cao, thậm chí là chúng thể tạo ra được cái lợi nhuận lên tới là 300-400% so với doanh số chúng ta bán được. Ví dụ như tôi làm ở đây, tôi làm với Cloudway này, hay là Scala này, Hola này, hay là Vu này, đúng không ạ? Đó, và đây là một dự án nữa. Đó, một dự án này thì tôi đang làm hiện tại. Ví dụ như ở cái tài khoản này thì tôi làm đâu đó trong vòng khoảng là hơn một tháng mà kiếm được là khoảng 20.000 đô. Đó, từ cái tài khoản này này, đúng không ạ? Đó, và đây cũng là một cái kênh, là kênh Remitano. Ở đây thì là một cái sàn, một cái dự án về giao dịch, và tôi kiếm được tiền và tôi sẽ thanh khoản thông qua cái kênh Remitano này. Thì đâu đó ở cái dự án này tôi cũng kiếm được cái thu nhập là khoảng một đến vài chục triệu một ngày, đúng không ạ? Và ngoài ra thì tôi cũng làm thêm rất là nhiều các dự án khác nữa, và bạn có thể tìm hiểu thêm những kết quả trên kênh YouTube của tôi. Và bên cạnh đó thì tôi cũng đã giúp được cho rất nhiều học viên của tôi để tạo ra được cái thu nhập từ 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, thậm chí là 100 triệu mỗi tháng từ internet. Và nếu như bạn cũng mong muốn có được những kết quả như vậy thì ở đây tôi có một phần quà dành cho bạn. Đó là một buổi giao lưu trên thẻ sẻ trực tiếp cùng với tôi thông qua Zoom online hoàn toàn miễn phí. Đó, và tôi sẽ chia sẻ với bạn về cách thức mà tôi đã làm và cũng như là đội nhóm của tôi đã làm như nào để tạo ra cái thu nhập là hàng chục ngàn đô mỗi tháng từ internet. Bạn sẽ được học cách tạo ra thu nhập ít nhất từ 1.000 đô mỗi tháng. Đó, bên cạnh đó thì bạn sẽ có được cơ hội để tham gia vào đội nhóm cùng với tôi. Đó, và tôi sẽ chia sẻ với bạn về toàn bộ những kiến thức về internet marketing, cách tìm kiếm khách hàng, SEO, xây dựng thương hiệu. Tôi mong muốn xây dựng cho mình một cái đội nhóm thực chiến kiếm tiền trên internet và tìm những cái người mà khát khao cùng chí hướng để cùng đồng hành với nhau lâu dài. Và tôi chỉ tuyển được giới hạn số lượng để hỗ trợ và đào tạo để giúp cho bạn đạt được cái mục tiêu thu nhập ít nhất từ 1.000 đô với affiliate. Và cách thức để bạn có thể tham gia cùng với tôi bằng cách là đăng ký vào đường link bên dưới để nhận tài liệu cách thức tham gia và nội dung giao lưu chia sẻ với tôi. Và hãy đăng ký tham gia sớm vì buổi Zoom này chỉ có khoảng là 100 chỗ. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình.